chào anh Hải. Thì rất là vui là hôm nay là anh Hải tạo một cái chương trình về cái nơi quê hương của mình đang sinh sống của anh Hải. Những cái phòng, những cái món quà mà anh Hải đang mang đến cho bà con ở xã Lộc Nam này. Thì khi mà cũng phát cũng gần xong những cái món quà như vậy rồi đó, anh Hải có cảm nhận gì khi anh Hải chia sẻ những cái yêu thương cho các bà con ở đây? Thật ra thì vùng đất Bảo Lộc này là Hải sinh ra, nhưng mà Hải sống ở Lộc Nam này thì được từ năm 1990. Sau khi học hết cấp 3 xong rồi đi làm dưới Sài Gòn thì đây là lần đầu tiên Hải thực hiện chương trình này ở xã Lộc Nam. Nên là nói chung là cũng có rất nhiều cái cảm xúc. Nói chung là nhìn thấy bà con ở xã gần khá là nhiều hoàn cảnh gần khó khăn. Cũng mong là sau này sẽ có làm những chương trình đặt sao mà hỗ trợ bà con được ổn định cuộc sống hơn thì càng tốt. Hiện tại là đợt vừa rồi là tổng cái đợt này đó, thì anh trao khoảng bao nhiêu phần quà và trị giá như thế nào thì anh có thể... Này thì Hải xin hỗ trợ là được 231 phần quà, 231 với mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng cho bà con ở hộ nghèo của xã Lộc Nam. Quá tuyệt vời ha, là đến 200 mấy phần quà là cho bà con trong cái dịp cũng gần như là giáp Tết rồi. Đó. Thì sắp tới thì theo như anh Hải có suy nghĩ là sẽ có những cái chương trình khác để về cái quê hương cái nơi mình này hay không, và có những cái chương trình học bổng gì cho trẻ em hay là những cái người mà dạng như là cơ nhỡ mà chưa có nơi, chưa đến trường không? Cái này thì Hải cũng đang suy nghĩ. Cái thứ nhất là Hải đang mong muốn là những cái nông sản như là bơ, sầu riêng và những cái loại trái cây đặc sản của cái khu vực này ấy, thì Hải sẽ tập hợp được và Hải sẽ tạo ra và Hải ship xuống tận người tiêu dùng ở Sài Gòn. Thứ nhất là giúp đưa nông sản của khu vực này đến tận tay người tiêu dùng, và giá thì nó sẽ bà con sẽ được giá hơn so với là thông qua các lái buôn của khu vực này. Những công việc rất thiết thực ha. Rồi học bổng thì hiện nay thì vừa rồi á là bên Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, văn phòng ở Bảo Lộc cũng đã tổ chức cái chương trình học bổng cho huyện Bảo Lộc, Bảo Lâm, thì sáng nay cũng mới đi trao cho tất cả các em ở hai huyện này rồi. Nên là sắp tới thì sẽ có nhiều cái hoạt động hơn. Và ở trong ở Bảo Lộc có một cái trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi là ở máy ấm Yến Thác ở Lộc Thành. Yến Thác em thì đi tới đó rồi. Hải cũng đã từng đến đó, Hải thăm các em bé, thì Hải hy vọng là Hải sẽ có một chuyến quay trở lại nơi đó nữa. Quá tuyệt vời. Em nhớ không lầm là cách đây khoảng một tháng là ở cái hội môi giới Việt Nam tại Bảo Lộc bên mình có tổ chức những cái chương trình là gây quỹ từ thiện bằng những cái giải bóng đá, phải không? Thì cũng vừa rồi cũng nghe đâu là cũng trao rất là nhiều phần quà đến những cái người những trẻ em có gọi là nghèo nhưng mà hiếu học. Thì sau khi trừ tổng quyên góp của chương trình này là được hơn 248 triệu đồng, kết hợp với bên báo Thanh Niên, thì sáng nay bên báo Thanh Niên kết hợp với phòng giáo dục của huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc đã phát cho các em nhỏ, các em học sinh học giỏi, hiếu học nhưng mà thuộc hoàn cảnh khó khăn, để tiếp sức cho các em đến trường, và mong muốn là sau khi các em học hành khôn lớn thì sẽ quay trở lại giúp Bảo Lộc với Bảo Lâm phát triển mạnh hơn. Rồi, cảm ơn anh Hải, cảm ơn rất là nhiều những cái mạnh thường quân, và chắc ăn là Lộc Nam mình sẽ và còn những cái chương trình tặng quà và những cái phần quà họ học bổng sẽ tiếp nối. Ok. Chào Quang, rất là vui là mình đó là đang có cơ hội mình đi một và trao những món quà ở tại cái xã Lộc Nam này á. Thì cảm giác của Quang khi mà trao xong những món quà như vậy thì Quang cảm giác như thế nào? Thật sự là một cái chương trình này rất ý nghĩa. Thì cũng có nhờ mấy anh em trong quỹ hội thiện tâm cũng kết hợp với một số mạnh thường quân thì mình cũng có được góp một chút sức vào đây. Thì đây là một cái điều mà trong cái đợt dịch Covid vừa qua thì ai cũng khó khăn hết. Thì đây là một cái điều mà mình chia sẻ yêu thương trong những cái dịp cuối năm như thế này, Tết đến xuân về. Thì mong là tất cả người dân ở đây được bình an, mạnh khỏe. Thì Quang công tác ở đâu và đối với người dân ở đây thì Quang cảm nhận họ như thế nào?
Ra Quang là người sinh sống ở Sài Gòn và cũng được may mắn quản lý văn phòng của chi nhánh công ty Phú Hồng Lên ở tại Bảo Lộc này. Thì thời gian qua cũng được ở trên Bảo Lộc cũng như là Bảo Lâm thì cũng được một năm rồi. Một năm làm ở đây hả? Thấy người dân ở đây họ rất là thân thiện và rất là niềm nở khi mà tiếp đón những người xa lạ tới đây. À, xa lạ tới đây hả? Một năm trời làm việc và cảm giác là ở đây họ rất gần gũi, dễ thương mà chắc không có chuyện gì xảy ra phải không? Đúng rồi. À, có thể mình có thể tự tin để xe hoặc để đồ ở ngoài mà không sợ mất. À, dễ, hay quá tuyệt vời. Thì chỉ có người mến khách như vậy nhưng mà vì cái lao động rất là cần cù nhưng mà đôi lúc là không phải là ai cũng có cái cuộc sống tốt phải không? Đúng rồi. Thì cũng nhất có những mảnh đời bất hạnh này, những cái người cũng khó khăn. Thì theo Quang thì Quang suy nghĩ như thế nào về cái hướng sắp tới rồi nhóm mình, hoặc là Quang có kêu gọi hoặc làm gì những cái chương trình nào về đây hơn nhiều hơn nữa? Chắc chắn rồi anh. À. Thì ít nhất là mỗi năm sẽ một lần vào những dịp cuối năm. Ừ. Hoặc là tốt hơn nữa thì những cái sẽ vào giữa năm mình cũng sẽ tổ chức một lần. À, quá tuyệt vời. Thật sự là Quang ở đây một năm thấy nơi đây là một nơi gọi là đất lành á. Thì vừa qua với đại dịch Covid thì ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là các tỉnh khác đều rất là chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Nhưng mà mình sống ở đây mình thấy nó cũng rất là thoải mái. Cũng giống như mình đang một nghỉ dưỡng vậy đó. Vậy hả? Quá tuyệt vời phải không? Rồi thì cũng cảm ơn Quang và cảm ơn tất cả mọi người đã có những cái chương trình đồng hành về cái xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm này, và mong sẽ có nhiều cái chương trình tới nữa để giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn và những trẻ em ở đây á, nó còn chưa được tiếp cận đến với trường học, xa xôi, rồi đi lại khó khăn tất cả mọi thứ. Đó, thì mình cùng chung tay và kêu gọi thêm để có nhiều cái phần quà hơn. Đó, vâng. Thì theo Quang á, thì Tết đến xuân về thì Quang gửi cái lời như thế nào để chúc đến bà con ở đây? Nhân dịp Tết đến xuân về thì Quang cũng xin chúc cho người dân ở nơi đây được bình an, mạnh khỏe, an vui và có nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong năm tới. Uyên ơi, hôm nay là cũng mình có một cái dịp mình đi phát quà ở xã Lộc Nam phải không? Dạ đúng rồi anh. Thì những cái phần quà mình trao tận tay đến từng người luôn. Đúng. Thì cảm giác của Quyên như thế nào khi mà mình được làm những cái công việc như vậy? Đối với những cái chuyện mà đi thiện nguyện thì cũng không phải là lần đầu tiên với Quyên. Và hôm nay thì cũng nhờ anh Sửu mới kết nối Quyên với là nhóm tình nguyện là tới chỗ xã Lộc Nam, thành phố Bảo Lộc. Thì hôm nay Quyên cảm thấy là rất là vui, bởi vì sao? Mình có những cái món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm dành cho những cái người nghèo, những cái em bé mà có thể nói là không có được may mắn lắm. Thì đó là thực sự là cái này là một cái tình cảm của đội nhóm. Cũng là một cái tình cảm nào đó mà mình có thể dành đối với là những cái em bé mà không được may mắn cho lắm. Đúng rồi. Ở đây thì rất là nhiều người và rất là nhiều gọi như là người dân tộc thiểu số phải không? Đúng rồi, cũng có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn mà tuy cái món quà nó cũng không gọi là nhiều lắm nhưng mà cũng mang lại một chút cái tình ấm áp mà với cái mùa xuân mới này để kết nối là cái vùng quê này, nhưng mà cũng có những cái người ở giống như ở xa quê bên mình đó là cũng có thể là hỗ trợ và luôn luôn đồng hành giúp đỡ mọi người, mang những cái tình cảm của người Sài Gòn lên với cái vùng miền Lộc Nam phải không? Dạ đúng rồi anh Sửa. Thì cũng nhân cái dịp này thì Quyên cũng mong rằng là trẻ em ở xã Lộc Nam, thành phố Bảo Lộc thì sẽ có một cái mùa xuân thật là nhiều tình thương, không chỉ của gia đình mà là của toàn xã hội. Đúng rồi. Một món quà tuy là nhỏ nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều cái tình cảm của những cái người mạnh thường quân ha. Mình là những cái người chỉ là góp công sức thôi, thì mong sẽ có nhiều cái mạnh thường quân hơn nữa để có những cái phần quà nhiều hơn nữa về cái xã Lộc Nam hoặc là về của huyện Bảo Lâm này. Dạ đúng rồi anh Sửu, và hy vọng rằng là đất nước Việt Nam mình thì sẽ không còn nhiều trẻ em thiếu may mắn, hay là cũng sẽ có những nhiều mạnh thường quân là sẽ ra tay giúp đỡ cho những cái vùng quê nghèo hơn. Với thêm là khi mà Quyên đi cái chuyến này thì Quyên cảm thấy là có một số trẻ em mà không có được đến trường anh. Đúng rồi. Thì đúng là một cái thiệt thòi rất là lớn đối với các trẻ em ở nơi này. Và Quyên hy vọng rằng là với sự đóng góp của mạnh thường quân thì các trẻ em vùng sâu vùng xa sẽ không còn là thiếu cái kinh tế để mà không thể đến trường đó. Thì nhân cơ hội ở đây thì Quyên cũng mong rằng là mọi người sẽ góp một phần công sức nào đó để tạo ra một cái quỹ từ thiện nó lớn hơn, để có thể giúp đỡ được nhiều trẻ em nghèo trên cái vùng đất
khó khăn này. Cảm ơn Quyên, một cái chuyến đi rất là ý nghĩa và đúng tuyệt vời. Đúng rồi, cảm ơn anh Hưởng, anh Sửu rất là nhiều. Và hy vọng rằng là tới đây sẽ có rất là nhiều chuyến từ thiện và những cái chuyến mà sẽ đến những cái vùng khác và sẽ giúp đỡ những cái trẻ em khác. Nhất định rồi, nếu chúng mình quyết tâm làm thì mọi việc sẽ là có kết quả và rất là sớm trong tương lai này. Đúng rồi anh, chắc chắn rồi. Rồi, xin cảm ơn và xin cảm ơn.